Sau cơn bỏ bệnh, nghệ sĩ Bảo Quốc muốn về Việt Nam. Mặc dù sức khỏe đã hồi phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ u gan, nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn không tham gia vai diễn của cháu Gia Bảo trong ngày mùng 1 tháng 8 sắp tới. Sau cơn bỏ bệnh, ông sụt đến 10kg và hiện tại chị muốn về Việt Nam đi chơi cho khuây khỏa. Làng giải trí xôn xao với thông tin danh hài Bảo Quốc phải thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Mỹ. Sau ca mổ thành công, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc tiếp tục được người nhà chăm sóc theo chế độ điều trị của bác sĩ. Một thời gian dài vắng bóng, Bảo Quốc vừa về Việt Nam để thăm người thân, hồi ngộ cùng gia đình. Có tin đồn Bảo Quốc sẽ tái xuất sân khấu trong mini show Vẽ một nụ cười của cháu nội Bảo Quốc. Trò chuyện trực tiếp với Gia Bảo, anh tiết lộ hiện tại sức khỏe của ông nội Gia Bảo là nghệ sĩ Bảo Quốc đang rất tốt vì đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Đợt này, nghệ sĩ Bảo Quốc về Việt Nam với mục đích là đi du lịch. Tôi cũng có lời mời tham gia biểu diễn mini show Vẽ một nụ cười để cả gia đình cùng diễn với nhau, nhưng ông nội muốn đi chơi nên tôi tôn trọng ý kiến của ông. Tôi cũng sợ ông tập luyện mà lại ca vòng cổ thì gặp nhiều áp lực lo lắng. Cả gia đình đã thống nhất nếu hôm mini show diễn ra sức khỏe của ông nội tốt thì sẽ mời ông đến làm khán giả để xem sự trưởng thành phát triển của cháu nội. Theo tiết lộ từ Gia Bảo, mini show Vẽ một nụ cười có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Thanh Hằng, Hồng Loan, Minh Nhì, Vũ Hà, Ngô Kiến Huy, Gia Bảo, Hải Triều, BB Trần, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, đặc biệt Đàm Bảo vai nhận cùng ba vai trong trích đoạn Nửa đời Hoàng Phần, anh còn cùng Hà Linh, Hoài Lâm trình diễn một tiết mục tượng nhờ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Mới đây, nghệ sĩ Bảo Quốc đón sinh nhật bên bạn bè, nam nghệ sĩ cùng người thân và một số đồng nghiệp bạn bè, trong đó có vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Anh, thưởng thức bữa tối nhẹ tại nhà hàng. Ở tuổi 70, nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn rất trẻ trung, phong độ. Trên trang cá nhân, cháu nội của Bảo Quốc, Bảo Ngọc, cũng gửi lời chúc đến ông. Lâu rồi, ông bà nội ít về Việt Nam, nên con không có nhiều hình chụp chung với ông bà nội. Con xin phép úp lại ảnh cũ hồi năm 2011 ạ. Happy birthday ông nội. Kính chúc ông nội luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, thành công, bình yên và hạnh phúc bên bà nội, cô chú và các cháu tụi con. Yêu ông bà nội nhiều lắm, may mắn của con là được làm cháu của ông bà nội. Vì cho dù con có lớn bao nhiêu thì ông bà nội vẫn xem con là cô cháu gái nhỏ bé, luôn hỗ trợ và giúp đỡ con từ phía sau. Con chỉ mong được mãi là của ông bà nội, dù có bao nhiêu kiếp nữa. Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc là một diễn viên hài kịch và cải lương nổi tiếng. Hiện tại nam nghệ sĩ đã qua Mỹ, thân hưởng tuổi già, thi thoảng nghệ sĩ cũng nhận làm khách mời trong show chương trình của Sao Việt ở hải ngoại vì sức khỏe yếu. Lại từng hai lần phẫu thuật gan nên nghệ sĩ Bảo Quốc rất ít khi nhận show. Ông đi diễn cũng chỉ vì nhớ nghề. Tâm sự của cuộc sống ở trời Tây, nghệ sĩ cho biết cuộc sống của tôi diễn ra êm đềm, mỗi ngày tôi thực tập sớm để thể dục, cùng vợ đi bộ để giữ gìn sức khỏe, sau đó tôi ăn sáng, đọc báo, xem tivi, rồi cùng dùng bữa trưa. Buổi chiều tôi chở bà xã ra chợ mua hoa khi bà ấy thích làm vườn, hoặc chúng tôi đi mua sắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.